Chính phủ tạo ra 30 đứa trẻ với mục đích khai phá hành tinh mới. Nhiệm vụ của họ là thụ tinh nhân tạo và tạo ra thế hệ thứ 2, thứ 3. Đến sau 86 năm, thế hệ thứ 3 sẽ chinh phục hành tinh mới. Những đứa trẻ này bị chính phủ kiểm soát dục vọng, giảm ham muốn, kèm thêm một người giám sát để duy trì trật tự trên phi thuyền. Thế nhưng người giám sát lại gặp tai nạn chết sớm. Dục vọng, ham muốn kiểm soát, bản năng muốn trở thành alpha của đàn trỗi dậy trong những đứa trẻ. Một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực đã xảy ra. Còn video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc và tôi còn quạ. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc và học tập. Video được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Năm 2063, các nhà khoa học tìm thấy một hành tinh mới mà con người có thể sinh sống. Và tất nhiên, chính phủ lại lên kế hoạch để chinh phục nơi đó. Mỗi tội hành trình này kéo dài đến 86 năm. Vì thế kế hoạch là để phi hành đoàn dùng thụ tinh nhân tạo để đời thứ 3 tiến hành chinh phục hành tinh mới. Phi hành đoàn này được chính phủ thu thập gen của các nhà khoa học hàng đầu, thụ tinh và phát triển hoàn toàn nhân tạo. Những đứa trẻ này được nuôi dạy hoàn toàn trong môi trường giả lập phi thuyền để chúng có thể chịu được việc sống cả đời bị giam cầm trên tàu. Đây là Richard, nhà khoa học phụ trách dự án, cũng là người thân thiết với đám trẻ này nhất. Richard đề nghị hãy để anh đi cùng chúng lên phi thuyền vì anh không an tâm với những đứa trẻ này. Và nếu có anh thì chính phủ có thể đẩy nhanh kế hoạch chứ không phải đợi cho bọn trẻ lớn hoàn toàn. Một thời gian sau, Richard cùng bọn trẻ được đưa lên tàu vũ trụ. Từ bây giờ anh sẽ đồng hành cùng với lũ trẻ trên hành trình dài đằng đẵng này. Richard nhìn trái đất lần cuối, chắc là sẽ nhớ nhà lắm đây. Lại time skip thêm vài năm nữa, đám trẻ bây giờ đã trở thành những thiếu niên, nhưng thời gian biểu một ngày của chúng vẫn hoàn toàn không thay đổi. Dạy học, tập thể dục, kiểm tra tàu, rồi uống một chút vim, tất cả đều lặp đi lặp lại như vậy. Đây là Cela, cô này luôn trăn trở về sứ mạng của họ, về ý nghĩa của cuộc sống. Thế nên Cela là người hay nói chuyện thân nhất với Richard. Richard thậm chí còn cho cô xem những bức ảnh gia đình của anh ở trái đất, mặc dù điều này là không được phép. Đây là Christopher, nam chính. Christopher phát hiện ra trong nước tưới cây có chất độc, mà nước tưới cây thì lại được lọc từ nước tiểu của họ. Thế thì có khả năng là họ đang ăn đồ gì đó có hại. Kỳ lạ là Richard lại không hề quan tâm đến điều đó, nhưng Christopher muốn tìm ra thứ đó là gì. Anh đến tìm bạn thân Jack để cùng tìm hiểu về chất độc này. Ngay trong đêm đó, hai người đột nhập vào máy tính trung tâm để điều tra. Kết quả chất độc đó đến từ nguồn nước xanh dương mọi người uống hàng ngày. Chúng có tác dụng khiến người ta đần độn, ngoan ngoãn, mất ham muốn tình dục. Chính phủ làm thế để đám trẻ này không lao vào nhau và đẻ bừa phứa. Như thế thì nguồn thức ăn sẽ không đảm bảo được. Sau khi biết chuyện thì Jack và Chris không uống nước nữa, rồi kể mọi chuyện cho Kai và Julie. Trong đó thêm cả chuyện Chris tìm được một khoang ẩn trên tàu số hiệu Port 23. Sau đấy Chris có một cuộc trò chuyện riêng với Richard, chắc là tư vấn tâm lý hàng tuần ở trên tàu. Chris trách cứ Richard giấu giếm bọn họ nhiều thứ, nhưng Chris cũng chỉ dám nói về chuyện Port 23 mà thôi. Richard giải thích bên trong đó là thứ để cho thế hệ thứ 3. Nhiệm vụ hay là sứ mệnh của thế hệ thứ nhất bọn họ không liên quan gì đến cái đấy cả. Cơ một cuộc nói chuyện với Chris đã làm cho Richard phân vân. Anh liền gửi một tin nhắn về trái đất hỏi xem có nên chia sẻ bí mật cho đám trẻ hay không. Vì cứ giấu giếm mọi thứ thế này thì chúng sẽ mất niềm tin vào anh mất. Tin nhắn này thì mất khoảng 2 tháng mới nhận được phản hồi. Trong thời gian đó thì sẽ cực kỳ nhiều chuyện xảy ra. Ngay trong ngày hôm đó, Chris trong lúc đợi xếp hàng phía sau Cela thì đã lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác hành hạ biết bao nhiêu thằng con trai. Nứng. Không chỉ có mình anh mà Jack cũng đến tán tỉnh Cela, tóm lấy tay của cô. Nhưng đúng lúc đấy Richard lên tiếng cấm nam nữ đụng chạm vào nhau. Một lúc sau tại phòng tập thể dục, Chris và Jack lao vào đấm nhau. Nhưng không phải là kiểu bồ mày là của tao, mà cả hai chỉ đang tận hưởng cảm giác kích thích từ những cú đấm mang lại. Những người khác thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người thì càng lúc càng thích thú với những cảm xúc hoang dại mà không bị thuốc kiềm chế. Trong khi cả hai đang đi trong hành lang, họ nghe thấy tiếng động chạy dọc thân tàu. Hai người đi đến phòng giám sát để kiểm tra tiếng động đó đến từ đâu. Thật ra thì Richard đã giải thích nó xuất phát từ hệ thống làm mát, nhưng mà liệu rằng ông ta có đang nói thật hay không? Họ thậm chí còn giả định rằng có sinh vật ngoài hành tinh đang bám theo con tàu. Lúc này Richard đang cho Cela xem những mẫu lá cây mang theo từ trái đất. Jack và Christopher lúc này đi ngang qua và nhìn thấy Richard đang đặt tay lên vai Cela. Thế mà ông ta lại cấm bọn họ đụng chạm cơ thể. Càng ngày Jack càng khó chịu với Richard hơn. Đến ngày hôm sau, Richard thông báo rằng máy liên lạc với trái đất cần được sửa chữa. Jack sẽ ra ngoài sửa cùng ông. Những người khác thì tiếp tục vai trò của mình bình thường. Trong khi mọi thứ đang được chuẩn bị thì Jack nhìn thấy Cela, hắn sấn tới cô, rồi bắt đầu sờ mó mất kiểm soát. Richard xông vào đẩy Jack ra khỏi Cela và chất vấn chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Jack bỏ chạy ngay lập tức. Trong lúc đi tìm Jack, Richard nghe Phoebe nói chuyện Jack không còn uống nước nữa. Ngay sau đó ông gặp Chris và phát hiện ra anh này cũng ngừng uống nước rồi. Richard giải thích việc cho họ uống thuốc là quyết định đúng đắn. Nếu không thì cả bọn đã ập vào nhau như gà rồi. Vì không tìm thấy Jack nên Richard yêu cầu Chris đến chỗ cho nhiệm vụ sửa chữa bên ngoài tàu. Các thành viên khác thì ở đúng vị trí để hỗ trợ cho nhiệm vụ. Không ai biết Jack đã xâm nhập vào phòng điều khiển. Lúc này hai người Richard đã đi ra ngoài. Chris bị choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh cảm giác được sự rộng lớn của vũ trụ này. Richard thì tập trung vào nhiệm vụ sửa chữa. Trong lúc ông sửa đến bộ phận thứ hai thì tiếng động kỳ lạ lại xuất hiện bên trong con tàu. Họ lập tức kiểm tra các camera xung quanh. Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện trên màn hình bên cạnh Richard và Chris. Richard đột nhiên cứng đơ người ra, trôi nổi trong không gian. Một đám cháy cũng bất ngờ bùng lên trong phòng hệ thống. Richard được Chris đưa vào trong, tức được chuyển đến phòng y tế, nhưng
Richard đã chết. Một cuộc họp lập tức được tổ chức. Có người nói rằng đã thấy thứ gì đó trên màn hình lao vào Richard, cứ như đó là một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Dù sao thì nó cũng ở bên ngoài tàu, bọn họ vẫn còn an toàn ở đây. Chris đứng lên an ủi mọi người. Việc Richard ra đi cũng là trong dự tính rồi, chỉ là nó đến hơi sớm mà thôi. Ngay khi hệ thống khởi động lại, họ kiểm tra nhưng mọi hình ảnh đã biến mất do đám cháy ở phòng dữ liệu. Lúc này Phoebe nói rằng theo quy trình họ phải chọn ra người đứng đầu mới. Jack bảo đấy là anh vì anh làm kỹ sư trưởng, nhưng theo hướng dẫn thì họ phải tiến hành bầu cử công khai. Kết quả mọi người đã bầu Chris lên làm trưởng nhóm. Jack không thích nhưng vẫn phải ra cái vẻ chúc mừng bạn thân. Chris yêu cầu mọi người tập trung sửa chữa con tàu để tìm ra điều gì đã xảy ra với Richard. Các dây dẫn thì đã bị cháy hỏng nhưng hy vọng là ổ đĩa vẫn còn hoạt động. Trong lúc đó, Cela đến văn phòng của Richard và xem qua các bức ảnh và video ông này để lại. Khi Chris đến, Cela bảo rằng phải phá hủy mọi thứ trong này đi, nhưng mà vẫn rủ anh vào xem những bức ảnh cùng cô. Chris tò mò Cela là gì của Richard. Cela bảo cả hai chỉ là bạn thôi. Hai người tiếp tục xem video nhật ký hàng ngày của Richard và cảm nhận được ông đặt niềm tin và yêu thương họ đến mức nào. Một lúc sau, Chris đi kiểm tra thì thấy chỉ còn Phoebe ở lại làm việc. Những người khác thì đang liên hoan ở nhà ăn. Jack giải thích là tủ lạnh bị hỏng nên là cả bọn đang tìm cách cứu vớt đống đồ ăn trước khi chúng hỏng, hay còn gọi là mở tiệc buffet. Nhân tiện thì đây là ăn mừng Chris lên làm trưởng nhóm luôn. Mà cũng từ thời điểm này tất cả mọi người ngừng uống nước xanh lại. Và rồi tình yêu, tình dục, ham muốn len lỏi vào từng phi hành đoàn. Những phi hành đoàn trở nên năng động hơn. Họ thậm chí còn được thoải mái xem tất cả dữ liệu mà Richard để lại, trong đó có cả bộ phim về chiến tranh, giết chóc. Cela cực kỳ tức giận khi biết điều này. Cô đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng của Richard, khiến họ khó chịu. Thậm chí Jack còn đe dọa rằng Richard không còn bảo vệ cô được nữa. Cela lập tức bỏ đi đúng lúc Chris đang đi tới. Chris hỏi Jack chuyện gì đã xảy ra và Jack thể hiện luôn ý định chiếm lấy Cela. Cela lúc này thì đến phòng y tế để lấy một con dao mổ để tự vệ. Quay lại với Chris, anh bám theo Jack vì sợ có chuyện gì đó xảy ra. Họ đi ngang qua phòng thể thao thì một đôi đã phang nhau ngang nhiên ở trong đó. Chris sợ rằng Jack manh nha làm thế nên anh chạy tới phòng y tế gặp Cela trước. Làm như thế khiến cho Jack bất mãn bỏ đi. Chris sau đó cũng cảnh báo Jack đừng có làm thế nữa, nhưng Jack máu chó và không thèm nghe bố con thằng nào. Đúng lúc đấy tiếng động kỳ lạ lại xuất hiện. Mọi người bắt đầu đi theo tiếng động để xem nguồn gốc của nó ở đâu. Và Kai bất ngờ nhìn thấy bạn gái đang ưỡn ẹo với một thằng khác. Anh nổi khùng lên lao vào đấm tên kia. Đến giờ ăn, tên kia cầm búa quay lại đập vào đầu Kai. Chris buộc phải dùng bạo lực để ngăn anh ta lại. Chris ra lệnh đưa hai người đến phòng y tế, rồi tất cả đến phòng sinh hoạt chung họp. Chris yêu cầu mọi người dừng bạo lực và tình dục lại, chỉ tập trung vào việc sửa chữa con tàu mà thôi. Hoàn thành công việc thì tất cả lại quay lại phòng sinh hoạt như bình thường. Nhưng Jack không đồng ý. Hắn đem đồ ăn, tình dục thành mục đích sống. Việc làm theo nhiệm vụ, đặt nền móng cho tương lai thật vô nghĩa, vì đằng nào đến lúc đấy thì cả đám cũng tèo. Nhưng Chris khăng khăng muốn mọi người quay lại phòng hệ thống để sửa chữa. Nhưng một phi hành đoàn nói rằng người ngoài hành tinh đang ẩn náu ở đó. Nó đã đi theo Chris vào trong tàu. Phoebe đề nghị sửa chữa lại hệ thống giám sát, đến lúc đó sẽ biết ngay con quái vật đã vào trong hay chưa. Nhưng Jack đứng lên phản đối tất cả. Hắn lôi kéo mọi người với chế độ tôn thờ đồ ăn, tình dục và sức mạnh. Họ sẽ tìm ra và đánh bại con quái vật trên tàu này. Một nửa phi hành đoàn lựa chọn theo Jack, nửa còn lại thì đi theo Chris tiếp tục sửa chữa hệ thống. Chris tự thân một mình đi vào để đảm bảo an toàn. Trong lúc đó, Jack cũng đem theo vài người đến phòng hệ thống. Anh cùng Kai đi vào bên trong để tìm Chris, nhưng rồi hai người hét lên thất thanh, rồi chật vật chạy ra ngoài trong tiếng rầm rầm của đồ đạc bị phá. Jack xác nhận con quái vật đang ở trong đó. Trong khi đó, Chris vẫn an toàn lấy ra được ổ đĩa cứng. Từ hình ảnh thu được trong ổ đĩa, họ phát hiện Richard đang sửa máy, thì Jack bật điện khiến Richard giật chết. Cả nhóm quyết định giữ im lặng vì chưa biết xử lý Jack như thế nào. Cela liền giấu ổ đĩa ở phòng cô, rồi ngồi lại nói chuyện với Chris về bản chất của con người. Xong họ làm cái chuyện mà trẻ con tắt tiếng đoạn này đi. Sáng hôm sau, Jack gõ cửa, bảo cả hai hẹn đến bữa tiệc đang tổ chức ở nhà ăn đi. Đám này lại tổ chức thêm một bữa buffet nữa. Lần này là để Jack tuyên bố hắn là trưởng nhóm mới. Đột nhiên Christopher đứng dậy, bật đoạn phim trong ổ cứng lên màn hình và tuyên bố với mọi người chính Jack đã sát hại Richard, chứ chẳng có người ngoài hành tinh nào ở đây cả. Nhưng Jack bật ngay lại, hắn khử Richard vì đã nhìn thấy con quái vật trong người ông ta. Giờ thì con quái vật đang ở trong một phi hành đoàn khác, phải tìm ra và giết nó. Kai lập tức hưởng ứng. Chris lại tạo ra được một cái thế mới, ép người khác phải chọn phe của anh. Nếu không thì đấy chính là người bị con quái vật xâm chiếm. Đến khi một người không chịu được áp lực bỏ chạy, thì đám đông giận dữ bắt đầu săn lùng anh ta. Họ đánh anh này đến chết mà không để cho anh ta nói một câu nào cả. Người nào phản đối hành động sẽ tiếp tục bị quy cho là bị quái vật xâm chiếm. Jack dẫn họ đi tìm vũ khí để chiến đấu. Trong lúc đó chỉ có vài người đi theo Chris. Họ dù không tin Jack nhưng họ cũng không muốn chống lại anh ta. Bên đấy họ có vũ khí, nhưng mà Cela bảo rằng Chris biết vị trí của kho vũ khí thực sự. Đây là cô nghe Richard nói thế. Chris chợt nhớ ra căn phòng bị ẩn đi mà anh phát hiện trước đây, liền một mình đến đấy tìm cách vào, nhưng cửa phòng có mã khóa. Chris nhập sai 3 lần khiến cảnh báo vang lên, khiến cho phe của Jack đã nghe thấy tiếng. Christopher ra ngoài lấy một số dụng cụ để mở cửa, nhưng khi anh ấy quay lại, nhóm kia đã bao vây bên ngoài mất rồi. Chúng dùng bạo lực cậy cửa và rồi xong, phòng dùng dao bây giờ đã có súng. Đến nước này thì hai người đi theo Chris cũng đành đầu hàng luôn. Jack yêu cầu họ dẫn đến chỗ Chris đang lẩn trốn. Lúc này thì nhóm Chris còn mỗi Cela và Phoebe thôi.
Ba người bày ra kế hoạch đầu hàng để tiếp cận Jack, rồi dùng dao kết liễu hắn, nhưng đã quá muộn. Jack đã đem đội quân của hắn đến, xông vào phòng và bắt Chris đi. Sela ngăn họ lại. Cô này định dùng mỹ nhân kế để tiếp cận Jack. Ban đầu anh này muốn cô lắm cơ mà. Nhưng Jack là kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân thì không sợ ải mỹ nhân. Hắn từ chối Sela không thương tiếc. Lúc này Phoebe xuất hiện và bắt đầu chất vấn lương tâm của tất cả mọi người. Nhưng mọi người thì đã quen với việc mặc kệ để Phoebe lải nhải. Nhưng đột nhiên Kai nổ súng bắn chết Phoebe. Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, Chris và Sela nhân cơ hội bỏ chạy. Jack lập tức yêu cầu tất cả đuổi theo. Hai người Chris trốn vào lỗ thông hơi phòng thực phẩm, nhưng Jack đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Jack thậm chí xả súng dọc lỗ thông hơi, khiến cho mọi người tức giận vì anh đang phá hủy đồ ăn. Lúc này Chris với Sela đã trốn thoát đến phòng y tế. Hai người phục kích hạ gục được Kai và chiếm được một khẩu súng. Những người khác rõ ràng là không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Hai người đang chạy trốn thì Jack từ đâu xuất hiện nổ súng. Hai bên bắn qua bắn lại một tí thôi mà Chris nổ cả súng. Mảnh đạn văng ra tí thì cắt đứt cổ. Chris với Sela chạy trốn vào cửa gió thông ra ngoài vũ trụ. Chris lập tức che cửa kính lại, rồi cùng Sela mặc đồ du hành lên người. Jack ở bên ngoài bắn vào cửa không chút do dự, nhưng vừa mở ra thì một lực hút kéo anh ta vào trong. Hóa ra Chris đã mở cửa thông ra bên ngoài. Jack tóm lấy Sela, lợi dụng cô để đóng cửa hầm lại, nhưng Chris xông đến đẩy hắn ra ngoài. Nhưng chính anh bị hút ra ngoài không gian. Trước khi Jack đóng cửa hầm, Sela đã đạp hắn ra bên ngoài. Cô đứng đợi ở cửa gió, hy vọng là Chris vẫn còn sống sót. Anh này sống được thật vì đã bám vào được con tàu. Hai người an toàn quay vào trong và thông báo với những người khác là Jack đã bị hạ. Những người khác thật ra cũng không phải là phần tử cực đoan, họ cũng chỉ là thiếu suy nghĩ và bị dắt mũi thôi. Nên là cả đám lại làm hòa với nhau. Lần này một cuộc bỏ phiếu nữa lại được tiến hành và Sela đã được bầu lên làm thủ lĩnh. Tại sao à? Tôi cũng chịu. Họ quyết định không dùng thuốc và sinh sản một cách bình thường, nuôi dạy những đứa trẻ bằng tình yêu thương. 86 năm dần trôi đi, thế hệ thứ nhất đã già nua, thế hệ thứ ba đã trưởng thành. Tất cả bọn họ đã tìm đến được hành tinh mới. Cả một hành trình phía trước đang chờ đón họ. Và tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.